Xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Attila. Mình là Cho Chơi Tuyên Quang và hôm nay thì xin mời các bạn đến với cái chiến dịch mua nhạt tẻ và hại não của các anh Antes, Nikolai Nyazepsov ở vùng Viễn Đông, ở vùng nước Nga ngày nay. Ở tập trước thì các bạn cũng biết rồi, mình cũng đã vẫn cứ tiếp tục cái chính sách ngoại giao đu dây để có thể gọi là tạm thời có thể gọi là giữ được cái hòa bình ở cái vùng lãnh thổ của mình ở đây. Nhưng mà thực sự thì đấy cũng là một cái việc không dễ dàng gì, vì khi bây giờ mà Hungno vẫn đang nhăm nhe tấn công mình, bởi vì là mình không có cái điểm gì để có thể giữ được chân ở Hungno rồi. Đau rồi. Về lý thuyết thì các phe phái này nó cũng đang đóng quân ở trên gần đất của mình đây, nhưng mà chiến tranh thì nó là chưa vấn đề gì đâu, nhưng mà tình hình là mình cũng không chắc mình có thể giữ được cái với cái chính sách ngoại giao đu dây này, mình có thể đu được đến bao giờ. Chắc cũng phải đến một lúc nào đó thì mình cũng phải tính toán lại lực lượng ha. Bởi vì Hungno nó cũng không thể thân thiết mãi với mình được đâu. Mình có lẽ là mình cũng phải chuẩn bị cho một cái tình huống sẵn sàng là có thể bị Hungno nó tấn công bất ngờ. Lý thuyết là như vậy, nhưng mà bây giờ chúng ta đâu có quân và cũng chẳng có cái lực lượng gì để đủ mạnh để có thể chống được Hungno cả. Thực sự là như vậy. Mình nghĩ là mình sẽ bổ sung thêm vài thằng quân nữa. Rồi. Rất khó để có thể quyết định được một vấn đề gì đó lớn khi mà kinh tế của bạn nó cũng không thể cho phép bạn làm được nhiều việc gì nhiều hơn. Có lẽ thì mình vẫn cứ phải bơm cho Hungno một ít tiền mỗi lượt. Đây, 300 đồng thôi. Để gọi là có một tí gọi tiền bôi trơn nữa. Duy trì được hòa bình với Hungno được thêm lúc nào thì hay lúc đó. Chứ còn mình cũng không chắc là liệu quân đội của mình có thể sống được sót được trong bao lâu. Ai, tạm thế, có lẽ mình sẽ qua lượt đã. Cứ tiếp tục cái chính sách đu dây này xem là đu được đến bao lâu nào. Mình sẽ cố gắng đu dây. Thôi được, qua lượt và tiếp tục qua lượt ạ. Nhưng nếu mà mình đoán không nhầm thì thằng Hungno nó sẽ tuyên chiến với mình trước khi Attila chính thức cầm quyền. Bởi vì là mình chơi với tất cả các cái phe mà nó đang chiến tranh. Nhưng mà mình không làm như vậy thì mình cũng chết. Bởi vì tại sao? Bởi vì là chúng ta không có bạn bè, không có đồng minh mà lại đối mặt với một kẻ thù tiềm tàng rất lớn ở trên lãnh thổ, thì chúng ta không có kinh tế cũng không có quân sự thì chúng ta chống đỡ bằng cách nào? Đó, vấn đề là như vậy. Và thì mình bây giờ cũng đang cố gắng để duy trì được cái mức độ ảnh hưởng đủ để cho Hungno nó cầm chân được Hungno ngày nào hay hùng dối thôi. Chứ còn bây giờ thực sự để mà có một cái giải pháp gọi khả dĩ hơn thì mình chưa nghĩ ra. Anh em nào có cái giải pháp nào hay hơn thì có thể comment bên dưới các cái video giúp mình nhé. Chứ còn chơi ở cái độ khó huyền thoại này thì thực sự mình đã thấy nó đã hại não lắm rồi. Với một cái faction như Ante thì mà lại chơi ở độ khó huyền thoại thì thực sự nó là cả một vấn đề luôn. Đu dây ngoại giao thì thực sự mình cũng không thích. Nhưng mà với một cái faction như Ante này thì mình chưa có lại một cái lựa chọn nào khả dĩ hơn cả. Vâng. Kinh tế của chúng ta vẫn đang phát triển tốt giờ nhờ việc chúng ta liên tục thành lập được các cái quân đoàn. Mình nghĩ là mình cho các cái thầy tu vào quân đoàn đi. Well met. What do you wish of me? The Lord God favors his warriors. Đây rồi, chúng ta sẽ nâng cấp. Cấp cái này lên à? Cái này chúng ta sẽ tuyển được quán quân Slavic rồi đấy. Với việc xây dựng được công trình này, mình sẽ tuyển được quán quân Slavic. Đây rồi. Thằng này khá mạnh này. Máu của nó khá trâu.
Mình đang cần thêm quân và có thể là mình sẽ phát động các cuộc chiến tranh. Mình sẽ tính xem lựa thời xem như nào, có thể là tham chiến cùng Hung Nô để đi tàn phá thế giới, hoặc là mình sẽ gây khó khăn cho nó bằng cách gây khó khăn để cho các phe phái khác có thể tấn công. Cách nào thì mình chưa chắc và mình cũng chưa biết, nhưng mà chắc chắn là mình sẽ phải làm một cái việc gì đó. Cho mấy thanh niên này về đội mình đi, để tôi gia tăng ảnh hưởng của gia tộc lên đó. Mấy thằng Slaver nó đang ở xung quanh mình kia thì có thể coi như là một cái đối trọng với Hung Nô, để Hung Nô nó chưa có quyết định tấn công mình ngay vào lúc này. Mình nghĩ là như vậy. Nếu Hung Nô nó có tấn công mình thì có lẽ cũng phải chưa phải là lúc này. Có lẽ nó còn bận với các cái cuộc chiến của riêng nó. Các bạn có thể nhìn với 6-7 quân đoàn Hung Nô đóng trên một vùng đất của mình như thế này, không những mình mất tiền, mất lương thực mà ngay cả đánh nhau mình không có cái gì để có thể thắng được chúng nó. Đối với quân An Tây thì các bạn chỉ có cách đó là phòng thủ ở bờ sông và phòng thủ ở rừng để khi đánh nhau. Khi đó các bạn sẽ được buff sát thương và rất nhiều thứ khác nữa. Cái thằng kia nó mò mò đến thủ đô của mình làm gì nhỉ? Hăm dọa, trừ 2 trung thành. Bác bỏ à? Gớm nhỉ. Nhận nó là con nuôi mà nó cũng không chịu à? Thống đốc này già quá rồi. Sắp cho lên nóc tủ rồi cả. Ái chà, thanh niên này tuổi trẻ tài cao ghê này. Được. Có nên cho nhà vua đi đánh nhau nhỉ? Một lượt nữa là mình sẽ có đội quân ở đây rồi. Kinh tế của mình cho phép mình có thể phát triển quân đội mà. Hiện tại bây giờ mình đang kiểm soát đến 3 vùng lãnh thổ mà mình có quân nổi một quân đoàn phu nào đâu. Nên là kinh tế của mình cũng khá mạnh. Có điều là lương thực thì đang bị thằng Hung Nô cắn hết cả rồi. Mình sẽ phải chiến tranh với một kẻ thù nào đó của Hung Nô và mình phải có những hành động quân sự chứ không thể chỉ là ngoại giao trên môi bằng miệng được. Thì may ra mới thuyết phục được thằng Hung Nô. Nhưng mà cũng rất là khó. Ready for orders. Warriors all. Ready for battle. Move out. Gathering supplies. Khó khăn lắm. Lực lượng của mình thì mỏng. Không đủ sức. Thôi được, để xem thằng Hung Nô thế nào đó. Điểm ngoại giao không có gì để tăng trưởng, chắc lại phải cho nó tí tiền à. Để duy trì cái điểm ngoại giao đang phát triển này. Thống đốc à? Bảy mốt tuổi rồi chưa dẹo à? Khoan, cái cho ông làm thống đốc thêm vài vụ nữa. Chắc 71 tuổi thì chắc cũng chỉ làm thống đốc được thêm một thời gian nữa là dẹo thôi mà. Mấy thằng Slaver nó cứ đóng trên đất của mình như này thì... Ui, nó có một thành mà nó có đến 4-5 quân đoàn. Sợ thật.
trong khi mình thì ba bốn vùng là chín làng, không nuôi nổi hai đạo quân, gộp lại chắc được một đạo. Chả hiểu mình còn đu dây được đến bao lâu nữa. Chẳng biết là mình còn đu dây được bao lâu nữa. Ấy da. Hai thằng spy của mình đâu nhỉ? Để lôi xuống dưới này chứ. Chuẩn bị bắt đầu cho chiến dịch. 14 tuổi chết á. Ây chà, thằng này nó không chịu làm đệ mình. Dạ mất một thằng. Khó phết đấy. Nó thành lập quân đội vào chung với thái tử nhà vua xem nào. Quân đoàn của nhà vua. On the move, lads. Thirsty for battle. Thiếu hai đơn vị nữa. Ready for battle. Mình nghĩ là một quân đoàn này nên có thêm nhiều kỵ binh hơn. Các cái đội kỵ binh dợ này cũng được này nhỉ. Thấy cũng ngon đấy chứ. Trong đám này có một thằng sốc kỵ. Cho nó thống nhất với nhau dễ đánh. Thái tử. Kinh tế của mình bây giờ ăn lóc được một công trình nữa này. Xây ở đây một cái ruộng đấy để có thêm lương thực đấy. Nghèo quá rồi. Xem tình hình nhà hung nô nào đấy. Đang cải tiến à? Khó ghê nhỉ. Mọi người đoán thử xem mình đang định làm gì. Mình nghĩ hợp quốc không xâm lược rồi. If the spirits wish it to perpetrate is between our people. Cũng được à? Mình sợ ký cái hiệp ước này xong thì thằng hung nô nó lại ghét mình thêm một tí nữa. Nhưng nếu không thì mình cũng rất nguy hiểm. Cái vùng mà hai cái thằng Slaver này nó gần như là cái đối trọng với thằng hung nô để nó không nó... mình cũng không chắc lắm đâu, nhưng mà mình nghĩ là gọi là đọc nước đi nghĩ nước đi của nó thôi, nó sẽ phải phân vân
khi mà mình có những cái thế lực mạnh hỗ trợ thì nó sẽ ít có cơ hội nó tấn công mình hơn. Đấy là mình phán đoán thế thôi chứ còn mình cũng chưa chắc. Và để thuyết phục được Hung Nô một cách khả dĩ hơn thì chúng ta phải có một cuộc chiến, có những trận tấn công, đánh lại kẻ thù của nó, những với các đối thủ của nó. Mà như vậy thì chắc chắn chúng ta sẽ không đánh nhau với các anh Slaver. Đấy là điều chắc chắn. Bởi vì Slaver nó là những người anh em của chúng ta, bần cùng, nếu như không còn giải pháp nào khác thì mình mới chiến tranh với các nước Slaver. Nói chung thì đoạn quân này của nó thua nặng rồi, mình không sợ lắm đâu. Trong ngắn hạn thì tốc độ di chuyển trên trận chiến nâng cấp cái này đã, kinh tế của mình cũng khá rồi. Mình nghĩ là quân đoàn thái tử cũng phải bắt đầu bổ sung quân rồi. Ở đây Hung Nô nó có vài quân đoàn. Mấy thằng spy của mình đâu hết rồi? Mình quên mất không sử dụng nó đấy. Phải cho bọn spy nó đi do thám đấy. Không biết quân của Hung Nô ở đâu? Ở đây. Sau này mà chiến tranh với mình à đây. Speak ill or slowly and I may feed your tongue. Mình sẽ buộc thằng này nó đang giao thương với mình như này. Mà bây giờ mình chiến tranh với nó. Đấy. Ai già, chúng ta ký được cái hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau với Hung Nô để chúng ta tuyên chiến với một kẻ thù của nó. Mình muốn chiếm toàn bộ cái vùng này. Tốt rồi. Địa hình là gì? Quân của nó toàn cung thủ à? Slavic này thì chúng ta cần nhiều kỵ binh hơn đấy. Với cái việc mà thiết lập được mối cái quan hệ, ký cái hiệp ước không xâm phạm với nhau, nhưng mình không tin vào cái thằng Hung Nô này đâu. Ngay cả khi nó thiết lập cái mối quan hệ là ký hiệp ước không xâm phạm với nhau, nhưng nó vẫn có thể tấn công mình bất kỳ lúc nào. Chỉ là mình đang cố gắng ghi điểm với nó thôi, chứ còn để mà một sự an toàn tuyệt đối này mình không chắc. Hung Nô có bao giờ tốt với ai đâu. Rồi, thời tiết thì khá tốt. À, cái làng này nếu mà để phòng thủ thì rất tuyệt này. Thôi được, tiến từ hướng này cũng được mà. Có hướng nào nghe có vẻ khả dĩ hơn không nhỉ? Hướng này không có tháp canh này. Tiến vào từ đây nó đây cũng không hay lắm. Đây, hướng này thì chắc chắn là chỉ có một lối vào duy nhất. Việc đầu tiên là phá cái tháp canh đã. Đội kiếm này khá chất, nó có đội hình như này chắc là chịu được. Nó là lính ở xây ở thành chính thì nó sẽ khá mạnh. Quán quân Slavic, quán quân là nhà vô địch đi chứ. Đội Spy này thì chắc là không dùng nhiều bởi vì là trong trận này chúng nó không có lính Spy. Warriors
Mình sẽ phải làm nào nâng cấp cái đội cung thủ để nó lên một cấp nữa. Để khi đó mình sẽ có cái đội nâng lên cung đời cao hơn thì nó sẽ có cái khả năng gì nhỉ? Tăng tầm bắn, đúng rồi. Ngay khi bạn tăng tầm bắn thì bắt đầu chúng ta sẽ tấn công phá cái tháp canh trước đã. Chúng cũng rất nhiều cung thủ, có một đội ngựa. Oai, tướng của mình vứt đâu này? Quên mất ông tướng. Vãi thật. Chết cháy nhỉ? Thiệt hại cháy 100% rồi. Bắn mấy con ngựa cho anh. Cho chúng nó biết sức mạnh của cung thủ Slavic nào. Our hidden units have been discovered. Bắn luôn. Rồi tắt. Tắt luôn, không bắn nữa. Kiểu chết con mình. Cứ bình tĩnh. We hunger for blood and battle. Rồi. Đám còn lại thì không vấn đề gì, kệ. Chỉ một loạt tên thôi là đủ. Bắn bọn này cho anh. Rồi, dừng tay luôn. Nó bị trúng độc rồi. Ra đây luôn. Được cung thủ rồi. Bắn đây cho anh, một luật tên thôi. Rồi. Đối với cung thủ Slavic thì không cần bắn nhiều. Chỉ cần bắn để cho đối phương nó bị dính độc là được rồi. Đừng bắn nhiều. Phát nữa, chúng nó hết bị dính độc rồi. Rồi, tắt luôn. Nó dính độc một lúc là nó chết hết mà, không cần phải bắn nhiều đâu. Để đến cung độc Slavic là tấn công. Chơi cung độc này là một nghệ thuật cực kỳ cao, đòi hỏi trình độ cực cao đấy các bạn. Tên màu xanh mà. Các bạn cứ nhìn nhau một lúc nữa chúng nó chết hết bây giờ. Đấy, chúng nó đứng đè lên nhau là nó bắn thương cả nhau rồi đây. Đứng dịch ra mỗi thằng đứng một góc cũng không phơi vào nhau. Bắn thôi anh. Nó đang trúng độc thì nó không sống được đâu. Tinh thần chiến đấu, khả năng chiến đấu của chúng nó cũng suy giảm nhiều. Ok kìa. Bắn vào đây. Bắn này chết con mình nhé. Dừng luôn. Dừng luôn, được rồi. Bắn một phát thôi. Đó là lý do. Bạn thấy chưa? Chết bắt mấy chục hàng thằng luôn rồi.
xe bắn đá của mình nghỉ tay được rồi. Dưới binh của mình tấn công. Mấy thằng cung thủ này bắn thế thôi. Thậm chí chúng ta chỉ cần 2 hoặc 3 đội cung là được. Tóm lại là chúng ta không cần bắn nhiều đâu mà. Rồi. Victory. This is your day. Chiếm cái thành này đã. Bình thường chứ mình các bạn thấy cái kể cả các làng nhỏ này mình đi tấn công của các cái quân đội khác thì mình còn mất rất nhiều quân. Các bạn có thể thấy không? Đây, mình đâu mất nhiều quân lắm đâu. Thậm chí ngay cả La Mã hoặc là Longobard mà đánh những cái làng này cũng mất mấy trăm quân. Đây đội cung độc này nó bắn thấm đòn luôn. Chiếm nhà vua chúng ta đã kiểm soát được vùng này. Ở đây có mỏ sắt này, có sẵn một cái ruộng này. Chắc là mình sẽ phải phá công trình này đi để xây cái công trình trong vệ sinh dịch tễ đây nè. Ruộng mình xây ở đây đã. Rửa là cái ruộng này là ngon đấy. Mình sẽ có thêm khá nhiều lương thực. Mình xem là hung nô đang tăng trưởng cái điểm ngoại giao khá do mình tấn công kẻ thù của nó. À, bên dưới này nữa chúng ta sẽ mua thêm quân và mình sẽ cần huy động thêm lực lượng. Cách ngoại giao đu dây vẫn cứ phải là cơ bản nhất. Rồi chúng ta sẽ unlock thêm một công trình ở đây nữa. Rồi. Cứ bình tĩnh. Đối với cung độc Slaver thì các bạn phải dùng bắn bằng tay, không được phép bắn theo cái chế độ phát bắn tự do được. Bởi bắn tự do bạn chỉ thấy một phát tên mà trúng vào quân mình là quân mình cũng bị thương rất nặng. Mà đây chỉ là đông cung tên độc loại nhẹ. Còn nếu mà cái tên kịch độc, nó là cái đội tên cung thủ đời cuối của Slavic này, thì chỉ một loạt tên thôi có thể gần đi một đơn vị quân rồi. Chúng ta không cần quá nhiều. Hay quá, tham chiến cùng hung nô à. Chả mấy khi được đánh nhau nhỉ. Vào tí cho nó vui vui. Ra mình cũng chả đánh thôi. Kệ cho hung nô nó đi càn thôi. Mình đánh trận cùng với nó như này thì cái điểm ngoại giao nó sẽ lên rất là nhiều. Nhưng mà đánh trên đồng bằng này thì mình không mạnh rồi. Nó có một cái xe bắn đá. Mình có hai cái đội sốc kỵ. Trời mưa. Đâu à? Mình vào từ đâu nhỉ? Đây à? Chắc chắn rồi. Our reinforcements enter the fray. Xe bắn đá nó định quay về đâu nó bắn mình. Ok. Quân địch sẽ phải khiếp sợ trước sự áp đảo về lực lượng của chúng ta. À, what the hell, xe bắn đá đang tấn công mình. Anh em chạy ra đây. Tướng quân bị tấn công rồi kìa. Mẹ nó cho xe bắn đá nó lã mình. Nhanh nào chết tướng của mẹ. Battle ready and eager.
Chết hơi nhiều nhá. Nhưng mà được cái thủ thành thì không sợ, đến lúc mình sống lại hết mà. Ôi ôi, nó bắn thấm thế. Hung nô đâu rồi, tràn quân lên nhanh lên. Chết anh bây giờ. Thái tử còn chết một toi đấy. Mày qua nó đang rỉa được cung của mình. Ăn được. Cái binh thương dài thảo nguyên. Rồi, thì bên kia đã giải quyết xong rồi. Đồng minh của chúng ta bị tấn công à? Úi giời ơi, bọn này chết luôn rồi. Bây giờ thì lại xông lên. Độc Slavic đông như thế này thì bắn đến mất bao giờ mới hết được. Phá nó chạy. Rồi, phá hộ pháo đó. Xong. Chắc trận này mình chủ yếu dùng kỵ binh để giải quyết vấn đề thôi. Đây là kỵ binh của Hung Nô đấy chứ. Mình lính đánh thuê nhưng mà nó là kỵ binh Hung Nô ấy. Dã man. Đạo quân của địch đã lấy lại tinh thần à? Úi dồi ôi. Sốc bọn này cho anh. Bọn này là sốc kỵ mà. Sốc kỵ của chúng ta đấy. Ai dạ ơi, sốc kỵ của mình chất phết đấy. Chơi sốc kỵ thì rất khó này. Nó rẻ mà. Mình thấy up kip rẻ. Tàn sát hết chúng nó đi ạ. Bắn vào này chết bớt mấy thằng Hung Nô nhỉ. Ra khỏi cần. Cử vài quân đoàn đi tham chiến cùng Hung Nô vui vui. Chủ yếu là các đội kỵ binh thôi. Hung Nô mất đội ngựa. 45% quân. Rồi. Hung Nô nó rủ mình đi đánh nhau đâu tiếp không nhỉ? Ấy. Lại thêm một quân đoàn Hung Nô đã sinh ra từ trên đất của mình. Cái vùng này nó cứ sẽ liên tục được sinh ra các bạn ạ. Đến cho đến khi nào cứ mất một quân đoàn nó lại sinh ra thêm một quân đoàn mới. Nó hách quân các bạn ạ. Đến chỉ đến khi nào Attila bị dẹo thì lúc đấy nó mới không đẻ được quân nữa thôi. Nhưng mà đợi được đến lúc Attila dẹo thì đến bao giờ? định thu phục anh à? Ai chà, chạy lên trên đấy không chắc đã chạy được. Hung Nô nó quay cho. You brought this on yourselves. Your people một thanh niên là tuyên chiến với mình này. Một thằng ở khu vực phía dưới này. Mình sẽ lôi thằng Hung Nô vào cuộc ạ. Sao nào nhỉ? Macedonia hay cái gì đấy? Dacia có một thành duy nhất dám chiến tranh với anh. Ở đây à?
Bảo báo. Ready for battle. This life shall be yours. The goddess watch over me. How can I help? A cup of ale, a starry sky. Mình chiếm được thêm một cái khu đất mới này thì khá tuyệt rồi. Vệ sinh vẫn ổn mà. Nhưng mà vẫn phải xây cái công trình vệ sinh ở vùng này, bởi vì đây chẳng qua nó có được cái hỗ trợ này đâu. Well met. What do you wish of me? Ô, thằng spy của mình dẹo rồi à? Cơ hội giết chết mục tiêu. Chán đời mình spy quá. Hay quá. Ngăn không cho nó di chuyển á. Trừ 25% thì cũng không được nhiều lắm nhỉ. Ready for orders. Hồi quân đã. Xem điểm ngoại giao với Hung Nô xem. Đang cải tiến nhưng mà cũng không đáng kể. We will speak together of whatever you wish. Rủ dây nó chiến tranh thằng này đi. Words that can warm our hearts. Chi cho nó tí tiền nữa. Không chịu à? Hành động quân sự chống lại tăng điểm ngoại giao đáng kể. Đang cải tiến. Kỵ binh thương dài rẻ bèo mà lại ngon nhỉ? Có khi chơi nhiều cái bọn kỵ binh thương dài này một tí cũng được. Mình thấy nó rẻ mà chất. Bọn này đắt thế, hơn 200. Và đánh thì cùi. Cứ mua quân đã. Đưa đây mua cho mình mấy cái xe bắn đá đã. Một quân đoàn mới của Hung Nô được thành lập này. Ui ôi, thiết kỵ thảo nguyên rồi. Cứ một đơn vị quân Hung Nô đẻ ra nó lại toàn đính đời cao hơn. I am a priestess of the old ways. Tính nào bây giờ nhỉ? Chắc thì tạm thời mình vẫn cứ giữ được cái điểm hòa bình với thằng Hung Nô đó. Tranh thủ đó thì mình sẽ đi xây dựng nhà cửa. Thống đốc à? Tăng tiền cho anh. Giảm phí xây dựng và tăng tiền. Mấy thằng Hung Nô nó cứ đóng trên đất của mình này. Mình đã bổ sung thêm rất nhiều quân thì nói chung là như vậy thì mình sẽ có cái lực lượng để khả năng tấn công cũng như phòng thủ tốt hơn. Thực ra là phòng tấn công chứ phòng thủ mình nghĩ là hai quân đoàn, hay là mình sẽ bổ sung thêm một ít quân nữa nhỉ. Lực lượng của mình ai già lại thêm một thành trì đã bị đốt cháy. Đốt hết ở bên này rồi à? Kinh quá Hung Nô. Ôi nó đốt hai vùng luôn. Vãi cả Hung Nô.
Bây giờ mà đánh chiếm Constantinople thì sao nhỉ? Mình liệu có đủ lực lượng đánh chiếm không? Thắng lợi quan trọng ai già? Bây giờ là phải nghiên cứu vào à? Thôi được, mình sẽ tiếp tục cái nhánh quân sự của mình đã. Well met. What do you wish of me? I will see them along the dark track. Mày chết. Dám làm loạn trên đất của anh. Quân đoàn này của nó bị thương rồi nhưng mà nó toàn lính dìu. Đây rồi, xây công trình vệ sinh đi. Chúng ta có sắt này. Nâng cấp tường thành lên đã. Vệ sinh cộng 1. Lên cảng cá này. Lên lương thực đã. Thực thì mới vực được đạo. Xem nó nô thế nào. 77 điểm. Quá nhỉ. We will speak together of whatever you wish, but bring words that can warm our hearts. Nó không chịu. Thiếu mất mấy cái xe bắn đá mới đâu. Quân đoàn này cần thêm mấy đội kỵ binh nữa. Cần mấy đội kỵ binh nữa. Mấy đội xúc kỵ này hay phết. Ready for orders. My ancestors and people expect talk with purpose and honesty. Ơ, nó có con gái xinh phết này. Để dành ít tiền lượt sau chắc gạ gẫm kết hôn với một công chúa nó phát xem nhỉ. Nghe có vẻ cũng ngọt nước đấy. Bây giờ mình có thể sử dụng lại chính sách sử dụng hung nô như gọi là cảnh sát quốc tế thôi. Mà khó lắm, chả biết được. Cái thằng hung nô này nó không theo một cái trật tự gì cả. Bây giờ thì mình có lẽ không cần phải dùng, mình sẽ không hạn chế phải dùng tiền để thuyết phục thằng hung nô. Và mình sẽ dùng nhiều các cái giải pháp về mặt quân sự. Mình tấn công các kẻ thù của nó nhiều hơn. Có thêm các cái đơn vị du mục trên đất của mình. Skills are yours. Spy. Tiếp tục tấn công các quân đoàn nó ra. Thất bại thỏa đáng. Tấn công cho anh. Về đây mua quân đi cu. Đây rồi.
thắng lợi quan trọng, tốt rồi. Mua cái xe bắn đá. Đấy, hôm nay mua được kỵ binh này. Mua thêm mấy đội ngựa đấy. Bọn này rẻ mà chất nhỉ. Mấy thằng này đắt lòi mắt ra này. Không có bệnh gì đâu. Xong cái công nghệ này, dành tiền để nâng cấp. Bây giờ là đây, nghiên cứu lốt cái này cho xong cái nhánh đầu tiên nữa. Lên cái này thì mình có thêm tiền đấy. Phí tuyển dụng cho các đạo quân trên đất liền. Nếu mà chọn cái này thì sẽ của cả với các công trình công nghiệp và nông nghiệp đến từng vùng. Cái này thì được tiền này. Cái này thì nó sẽ giảm phí tuyển quân. Phí tuyển quân thì thực ra mình cũng có mấy khi mình tuyển quân đâu. Cái này thì lượt nào cũng được, tốt, tốt gì. Ưu tiên cái vùng này nâng cấp trước đi. Lương thực nó nhiều. Có 900 để xây dựng công trình nhá, rẻ nhỉ. Cái vùng này rẻ thế. Tùy từng vùng thế quái nào ấy chứ nhỉ. Cái vùng này thì rõ đắt này. 1.800 này giảm 50% này. Vùng này nó được cái gì mà nó giảm phí xây dựng ác thế. Hay do thống đốc nhỉ? Thống đốc nó cũng có cái hỗ trợ đấy mà, giảm phí xây dựng. Bắt mấy cái thằng thuộc La Mã thành chư hầu của mình thì cũng là một giải pháp tốt nhỉ. Mà khu vực phía trên này nghe có vẻ bất ổn. Quân đi khai Jack Magic, nó có kẻ, nó có chiến tranh với Hung Nô nhỉ? Xảo quyệt này. Cũng được, cộng một xảo quyệt. Cho nó lấy. Đứa này khá ngon này. Nhiệt huyết rất cao. Xem này. Thằng này không chiến tranh với mình. Nhưng mà nó cứ chạy lông nhông cho đất của mình này, cũng dở hết đấy. 71 lương thực.
Cái vùng này lên lên tường thành tốn kém đấy. Vùng này phải lên tường thành trên này đã. Đủ là đủ kinh tế không nhỉ? Cái này thì được bổ sung 27 lương thực cộng 9 cho mỗi mức độ màu mỡ. Bổ sung 20 lương thực. Thirsty for battle. Cái vùng giáp biên này phải xây công trình lên cho nó an toàn. Tấn công xuống khu dưới này bây giờ có lẽ chưa phải là giải pháp hay lắm. Dồn quân sang cho thằng kia, mình còn một ít quân nữa. Tấn công liên tục nó như này thì sẽ tăng điểm ngoại giao với ông nội. Sabotage. I like that word. Ôi, dẹo mất à? What would you have of me? Xem thằng ông nội à? Đang cải tiến. Trận chiến hỗ trợ Hung Nô được cộng 9 điểm ngoại giao. Ready for battle. Darkness will fall upon them. Giết được thằng tướng này của nó là quân nó suy yếu đáng kể luôn đấy. The goddess gives fresh hope. Có lẽ tạm thời bây giờ mình sẽ chưa chiếm thêm nhiều đất và mình sẽ cho nó đi cướp bóc để nó luyện rank cho các quân đoàn của mình đấy. Các quân đoàn của mình rank bây giờ vẫn rất thấp. Cái chính sách ngoại giao đu dây này thực sự là... một thằng đã dẹo vào xong Hung Nô mà nó đã dứt điểm Đông La Mã đi ký hiệp ước hòa bình. Now, what say you? What say you? Chưa được phải lúc. Có lẽ là mình sẽ hòa bình với nó sau khi chiếm được Constantinople. Mình cần chiếm Constantinople trước đã. Ai dạ? Cử gián điệp sang tấn công mình rồi. Cái vùng phía này đã cháy toàn bộ rồi. Nói chung là cái phía bắc của mình nói chung đến giờ này khá ổn. Mình sẽ cử hai quân đoàn của nhà vua và thái tử đi tấn công khu vực phía dưới này. Cũng có thể mình sẽ phải thành lập thêm một quân đoàn gì đó nữa. How can I help? The shadows will take them.
traveling on silent wings. I must let my mind be still. Sa, được. Ám sát thành công. Lên rank không? I am the knife in the dark. Không lên rank à? Cũng được, ám sát được là được rồi. Bây giờ ba cái xe bắn đá đó này. Thế là 9. Mình thiếu một đội dìu rồi. Ready for orders. Cũng được, thực ra bây giờ dìu cũng không cần nhiều lắm đâu. Khôi phục cái tỉnh này lên nữa. Quan trọng nhất là xem thái độ của thằng Hung Nô thế nào. Tạo lên ruộng đã, có thêm lương thực. Đây rồi, unlock thêm một công trình nữa. Nó rút hết quân đi, thành của mình yên ổn hẳn này. Nô nó đóng ở đây thì mình còn hết lương thực của nó chứ đùa đâu. May thật. Vùng này bắt đầu trị an giảm à. Lâm thành lên. Thống đốc à. Nhiệt huyết của nó thấp nhất. Thằng này chỉ số xấu vãi chưởng. À ừ, mà mình xem mấy thằng thống đốc với các cái hỗ trợ của nó là những cái gì ấy. Của cải và phí xây dựng. Cái thằng ở bên này hình như là chị An của nó hơi thấp. Cái này đi. Vùng này ông thống đốc yếu sinh lý. Đây ví xây dựng. Chị An này vùng này không sợ. Chọn mấy cái hỗ trợ nó vẻ không phù hợp. Cơ hội phát triển chiến dịch. Quân đoàn thái tử xem hỗ trợ gì nữa. Được, vài cái chỉ số này cũng khá ngon. Bây giờ gọi qua lượt đã. Chắc mình sẽ phải cử hai quân đoàn xuống khu vực phía dưới này. Phía trên thì đã có Hung Nô bảo kê rồi. Lợi dụng tình hình bất ổn này để đánh thằng Dợ.
kiểm soát được Constantinople thì có thể mình sẽ đàm phán hòa bình với Đông Nam Á. Kinh tế của mình bây giờ mình có thể mua thêm quân rồi mà. Vẫn phải có một quân đoàn đóng ở phương Bắc để đề phòng mấy thằng Viking phương Bắc nó xuống tấn công. Đấy, không đâu lại cử quân đi đâu rồi. Ôi ồ, cắm trại nhà mình à. Ôi ồ. Sao lắm thằng nó cắm trại nhà mình này. Cái này hết tiền của mình mất. Nhà vua của nó kìa. I am a priestess of the old ways. I am the knife in the dark. Nó thám dưới này cho anh. Are you sure there is nothing else? Thằng La Mã khỉ gió này. Thirsty for battle. Ồ, quân nó chất phết đấy. Không có nhiều quân lắm đây. Hai quân đoàn tấn công cái thành này của nó xem nào. Ready for further orders. Ready for battle. Well met. What do you wish of? Honor those who protect our people. How can I? Yes. Ám sát nhà vua là tấn công vào nhà vua của nó. Chưa bơi qua sông. I am the knife in the dark. Ám sát thằng vua nó phát sinh. Vua gì mà rank 1 này. That didn't go as well as I had hoped. Thirsty for battle. Không vội vàng. Tiếp tục vào cái nhánh dân sự ấy. Nhánh quân sự. Phải mạnh thì mới đánh được người khác chứ. À, mình sẽ xây công trình này trước. Sau đó mình sẽ xây cái này thì nó sẽ có cả tăng linh thực ấy. Lương thực của mình đang tăng rất mạnh do hung nô nó rút đi rồi. Thôi này chị An bị vất phạt rất nặng. Thôi tạm thời dùng cái này đi. Cũng biết là cái đấy nó ngon nhưng mà cái này đây, phí xây dựng thì chưa quan trọng lắm. Hỗ trợ cái chị An trong cái vùng này. Vùng này chị An đang bị tụt kinh quá. Hai quân đoàn này nhiệm vụ tấn công. Thanh niên này sẽ phòng thủ ở đây. For the tribe! Warriors all! Ai giả mấy thằng Slaver. Mình đâu có định khôi phục cái vùng đấy vội nhỉ. Nhầm nhỉ. Cuộc chiến ở phía dưới này bây giờ mới là phức tạp ấy.
có vẻ như hung nô nó lại không, nó không cắm trại à, nó không cướp bóc đất của mình à? Liệu thằng Đông La Mã nó có quân không nhỉ? Để đưa lên đánh mình chỗ đấy không nhỉ? Khả năng đó là không cao. Khôi phục cái tỉnh này lên đã. Thằng này đang hết lương thực à? The ravens come. Oh. Vãi thật. Nó đang hết lương thực. Trừ 160 lương thực. Bắt thằng này làm chư hầu nhỉ? Let them cower before us. Đền thờ linh thiêng à? Tấn công nó bây giờ liệu có ăn được không nhỉ? Nó khá nhiều quân. Nó không có nhiều lính đánh xa lắm. Phá thì phá được tường thành của nó ấy, nhưng mà laying siege to their hovels. On the move, lads. Tấn công. Chơi cho nó chắc chắn á. Thằng này là thuộc La Mã. Dám tuyên chiến mình. Nhưng mà cái thành này thành to, có khi mình cứ chiếm đã. Kiểm soát được cái thành to này là rất là lợi. Đánh sang cái vùng kia rồi tấn công xuống Constantinople. Sương mù à? Về lý thuyết thì mình có thể bắt bọn này làm chư hầu ấy, nhưng mà mình chắc là mình sẽ không bắt làm chư hầu đâu. Bởi vì cái giải pháp đấy mình thấy nó không hữu dụng lắm. Bên nào của nó cũng khá nhiều tháp canh. Nói chung là mình phải bắn sập ba cái tháp canh này rồi. Với gần này khẩu pháo thì chắc mình cũng không sợ lắm. Chúng ta có đủ lượng pháo để phải lo bộ binh này rồi. Mình đang cố gắng nâng cấp cung thủ lên một cấp nữa để có độ nó tăng 90%, 90 điểm tầm bắn cho cung thủ. Bắn vào cái tháp canh cho anh. With arrow and blade and all sorts of
reinforcements arrive. Ồ, có tiếp viện vào từ đằng kia. Ai giờ tốt thế nhỉ? Có một loạt đạn mà sập mất hai khẩu pháo nó rồi. Rồi, tấn công này. Úi giời. Tuyệt vời. Nhiều pháo này bắn sướng thật. Khu định cư của chúng nó đang cháy ở Mỹ rồi. Phá cái tường này xuống. Chúng mày thích đứng ở trên tường này. Với hỏa lực tập trung như này thì bắn tuyệt lắm. Nó không có nhiều lính tầm xa thì mình sẽ cho quân độc của mình tấn công trận này. Một kiểu công thành khác hẳn so với các cái chiến dịch khác của mình. Anh em sẽ được xem đây rồi. Quân độc đầu tiên tấn công. Lên đây cho anh. Đâu đội công thủ Slavic của mình rồi. Bắn vào đây cho anh. We have destroyed their defenses. Bắn. Rồi dừng. Thế thôi đủ rồi. Rồi. Một loạt bắn là được rồi. Để cho nó chết từ đời đã. Ba đội quân độc Slavic của mình đây nhá. Chết từ từ. Tiến vào đi. Bộ binh nào tiến lên. Ui. Pháo nó bắn cháy cả cái thủng của cái hàng rào này cả. Rồi, trúng độc rồi con ạ. Rồi ôi. Những cái mũi tên màu xanh rất nguy hiểm. Nó đâu nhỉ? À, kỵ cung chạy ra. Kỵ
cung. Ra đây, ra đây, ra đây. Xem chết thằng chị cung ra. Cung độc đứng đây bắn đây. Thêm được cung độc bên này nữa. Xả kỵ của nó xong rồi. Đến hoàn thành. Đùa với các chiến binh Slaver à? Nhá. Cho một thằng bắn thôi, không cần nhiều đâu mà, chỉ cần trúng độc là được. Rồi, bắn thằng này. Độc liên tục rồi. Cho chúng nó chết lần chết mòn luôn. Chúng độc đến chết. Mình không vội tấn công. Ra đây, ra đây, ra đây. Bọn này không được đứng gần nhau. Không là có thể bắn phá vui vậy. Đây nữa rồi. Máy Slaver này tấn công không vội được. Bắn cho anh. Chúng độc rồi. Cứ để chúng nó chết dần chết mòn. Không việc gì để xông ra đánh nhau vội. Cái tên độc này là tên độc hạng nhẹ các bạn ạ. À, lính bắn tên độc này nó là tên độc hạng nhẹ nên là sát thương của nó không cao lắm. Nó sẽ cho quân tiếp viện từ hướng này ra. Vậy mình sẽ cho đội cung thủ tiên độc đứng ở sát đây luôn. Fire wheel cho anh. Rồi ra đây đi. Không cần phải tiến quân vào chúng nó cũng chết. Bắn cho chúng nó trúng độc đến chết. Xa nhau ra một tí không kiểu có thể bắn dẫn vào nhau. Các bạn có thể nhìn thấy chúng nó bị trúng độc liên tục rồi. Các bạn nhìn xem đam chúng nó chết dần chết mòn. Rồi không phải vội vàng tấn công. Đây rồi, các đội cung thủ tên độc nó vẫn liên tục bắn nha. À này dính tên. Trúng độc. Nhìn nhá, từ nãy giờ mình chưa đưa quân đi đánh đâu, chỉ biết trúng độc là chết rồi. Quân mình bộ binh vẫn đang đứng ở ngoài. Đánh Slaver thì không cần bộ binh, chỉ là làm rào cho cung thủ thôi. Còn lại thì cứ để cung giải quyết, đỡ gây thương vong cho quân đội. Nó sẽ chết dần chết mòn thôi mà. Một cái chết từ từ và êm ái. Các bạn nhìn này, đấy.
Nhưng mà tí nữa bạn báo sát thương ấy, các bạn sẽ thấy rằng là cái đội cung độc này nó giết được cái vài thằng. Rất vô lý. Nghe có vẻ rất vô lý nhưng mà thực tế thì rất là đúng. Rồi, chúng nó đang chết gần hết rồi. Cái chết từ Slaver là một cái chết rất từ từ. Mũi tên màu xanh. Chúng ta chỉ việc đứng đây và ngắm cảnh thôi anh em. Không cần làm gì cả. Sát thương lên. Nhiệm vụ của chúng ta rất là easy. Khi chơi Slaver để khi đi công thành các bạn cứ dùng nhiều cung thủ cho mình. Không cần phải dùng nhiều bộ binh tấn công đâu. Các bạn nhìn thấy không? Chúng nó chết gần hết rồi này. Đâu cần phải đánh nhau nhiều đâu. Tiến vào đây. Tiến vào đây. Biết thế nào là đấy, nhìn này, chết gần hết rồi này. Cung độc của Slaver thì rất là khủng khiếp luôn. Ai già lại có bộ binh ra đây, kỵ binh ra đây nữa này. Firewheel, cho nó bắn Firewheel. Ai dồi ôi, chúng độc là trầm trọng. Ai già, sống được hay không là vấn đề. Chết gần hết rồi. Từng đơn vị một. Ai già, lém phi lưu của mình. May mình làm đội hình rồi. Kệ nó chứ, cho nó lém. Ai già, chết mấy thằng của mình đấy. Mày cứ đứng ở đấy thì mày còn chết trúng độc nặng đấy con ạ. Cái trúng độc này nó không những chỉ gây sát thương đâu mà nó còn làm giảm tinh thần chiến đấu, giảm khả năng chiến đấu của đối phương xuống. Các bạn nhìn này, chết rất nhanh. Con rất là nặng rồi. Bắn tiếp đi cưng. Sao chúng nó trúng độc đến chết luôn. Bình thường các bạn bắn tên đấy để mà chết được một cái đạo quân gần này, có mà kể cả là cung đời cuối cũng chưa chắc đã bắn được chết nhanh như này đâu. Độc là chết, chúng độc thì chết. Cho các đơn vị này nó gần gần một tí, đã bắn được nhiều hơn. Còn hai thằng đã đứng tận ngoài kia chưa bắn được. Chết à, bọn này chết hết à? Thằng này 50 gần chết hết rồi. Cứ bắn tên độc cho anh. Tên độc này nó đã có đặc điểm là kể cả bắn cầu vồng cũng được, nghĩa là nó trúng là được. Chỉ cần trúng vào đối phương là được. Cứ trúng là được. Trúng là chúng nó khắc chết. Rồi, một cuộc chiến rất là an nhàn các bạn thấy không? Rất an nhàn. Enemy units have been rallied. Đó là đặc điểm của cung thủ tên độc. Cái cung, cái bọn tên độc này là
độc bình thường, mà Antey nó có đội cung độc kịch độc, duy nhất Antey mới có thôi, các đội Slaver kia không có cái đội kịch độc. Nhưng mà cái đợt đầu là khi bắt đầu vào nó đã cho mình 4 đội, nhưng mà vì phí upkeep của chúng nó đắt quá nên mình phải đành phải bỏ đi để phát triển kinh tế. Nhưng mà sau này thì mình phải tuyển lại thôi, vì bọn đấy là bọn bắn, nếu mà đi công thành cho bọn đấy nó bắn thì trận chiến sẽ kết thúc còn nhanh nữa. Các bạn nhìn nhá, chúng ta sắp kết thúc chiến trường. Đội kỵ binh của mình rồi. Sắp xong rồi. Tất cả chúng nó bị trúng độc liên tục. Mũi tên màu xanh này rất nguy hiểm. Xong. The enemy has discovered our hidden troops. Warriors eager for blood. Kể cả là quẩy đá của nó luôn. Quẩy đá của nó trúng độc thì chết cực nhanh. Đấu với cung của mình sao được không? Cái chết liên tục. Cái chết liên tục là trúng độc. Tục nhanh liên tục. Với cả khi bị trúng độc thì chúng nó mất tinh thần chiến đấu kinh lắm các bạn. Các bạn chỉ vào sát thương của cung độc thì gần như không có đâu, đúng không? Sát thương rất thấp. Khi bị trúng độc thì chúng nó mất tinh thần nên là chúng nó đánh làm suy giảm mọi thứ, không những gây chết từ từ rồi. Thấy chưa? Nó không còn khả năng tấn công nữa. Các bạn thể thấy là khi bắn vào thì không thấy nó bị chết mấy, nhưng mà một lúc sau thì cứ thấy nó cứ gục dần. Bắt đầu lém tên của mình. Nhưng mà không chịu được. Bị trúng độc liên tục, cứ chết dần dần. Này, trúng tên vào nó có chết đâu. Nhưng mà một tự dưng cứ lăn ra chết. Đấy. Cho chúng mày biết sức mạnh của cung độc. Sử dụng được cung độc thì nó là một cái rất là tuyệt vời đấy các bạn. Cung độc này thì nó có một cái điểm lợi của cung độc, bạn biết là gì không? Cho dù là giáp trâu đến mấy chăng nữa thì cũng chết như nhau. Bây giờ kẻ thù cho dù là giáp... Ồ, hai thằng này hết tên rồi à? Hết nốt rồi. Chạy hết rồi. Ra đây. Bắn gần hết tên này. Đấy. Quẩy một lúc chúng nó đội quẩy đá nó gần dẹo hết rồi. Cho đội cung này nó hết tên đã. Thì mình mới tiến vào. Xong. Chạy hầu hết rồi. Bắn. Ôi, thằng này. Đấy, tên có bắn ở đâu. Vẫn chết này. Vẫn chết ẩm ẩm. Cái tên kịch độc ấy thì nó cái thời gian ngấm độc này nó lâu hơn. Nên là chúng ta không cần bắn thì nó vẫn chết. Vẫn chết quân tiếp. Nên cái tên này thì nó chỉ ngấm được một lúc thôi. Xong rồi. Không chịu được nữa.
có một đội nhanh chóng hết tên. Missiles ready! Warriors, stop! Now! Rồi, cho đội kia bắn lốt, cho hết tên. Rồi, bây giờ thì bộ binh của mình tiến vào thôi. Việc thật là easy. Công thành kiểu Slaver. À, mày có đội này nữa à? Đội này thì nguy hiểm đấy. Đội này nó đang xuyên giáp. À, cứ đứng ra đây đi. Sao thằng này bắn được à? Rồi bắn phát rừng. Bắn thằng này. Bắn phát đây. Rừng. Bắn đây. Bắn đây cho anh. Lại lên tên là mình. Sao bắn đá rồi? Quẩy vào đây cho anh hả? Ô, quất của nó ở bên kia ra bây giờ cũng cần nhiều thế nhỉ? Bình đông lắm. We have destroyed an enemy barricade. Hết rồi, ta hết mất tên rồi. A unit has used all available ammunition. Bắn phát nữa. Hết rồi thì bắt đầu cho bộ binh sàn vào. Chết từ từ nhá. Chúng nó vẫn còn đông quân lắm. Bắn hết tên luôn đi. Cho đội rìu. Rìu xông lên. Nó vẫn đang bị trúng kịch độc. Xong rồi, chạy rồi. Không còn sức chiến đấu nữa. Phá hủy tan tành nhà cửa rồi. Xông vào. Hết tên rồi. Chém cho anh. Ready for battle.
Vai. Cho được gì cũng giải quyết. Quân độc Slaver. Rồi, tiếp tiếp. Mấy Zeal chén đấy. Zeal theo chuyên là chặt chén rồi. Khỏi bàn. Quân của nó bỏ chạy hết rồi. Mấy người của nó bỏ chạy hết rồi. Enemy troops are at the walls. Quân của nó bỏ chạy hết rồi. Rồi. Thủ phủ nó đây à? Tiến hướng này cho anh. Cho đội dìu đến đây. Ăn được sao được kiếm. Dê quá. Ôi giời, chạy rồi. Nhìn thấy mình phát là chạy luôn. Thành của La Mã đẹp phết đấy chứ. Trong thành của nó chắc còn thằng tướng. Nên trận công thành mình chả cần đuổi nó làm gì cả. Tiến vào hướng này. Úi dồi ôi. Biết sức mạnh của Slaver chưa? Phải dùng cái đội tên kịch độc cơ, nhưng mà mình chưa nâng cấp để có được cái đội tên đấy. Cái đội đấy đánh nó chết rồi. Hơi thấm mệt, đi từ từ thôi em ơi. Tháp canh nó bắn à? Tướng nó trong này mà. Chắc luôn. Năng động. Tướng đó. Vệ binh à? Vệ binh Palatina. Dìu thì nó có Chaka Bonus mà. Nên là nó lao vào nó sẽ được cộng điểm Chaka Bonus. Không sợ, chỉ cần đội dìu để chém tốt. Mấy dìu là cước mà. Ây ôi, anh này tết tóc kiểu gì đấy đẹp thế. Ôi. Bím này, có hai bím tóc này. Được rồi, là chiến thắng dứt khoát. Các bạn xem cho đội cung thủ mặc dù đấy. Nó chỉ giết được có không thằng kìa, ba thằng kìa. Đấy không? Rất vô lý. Rất là phi lý đúng không ạ? Thì thực tế thì nó không giết được đối phương ngay lập tức. Nó chỉ bắn bằng tên của nó chỉ... Trực tiếp thì chỉ chết được một vài thằng thôi. Nhưng mà nó gây cái chết từ từ. Cái chết từ từ. Là một cái chết êm ái. Phát
ready for orders. Ơ? Nó không thông báo mình. Phe phái bị hủy diệt rồi đúng không? Tăng số lượng spa lên. Vương quyền ấn tượng Dacia bị hủy diệt. Mình không bắt được thằng này làm chư hầu à? Công trình này sửa đi để dùng được. Cái này nhà thờ dùng được. Cái vùng này thì tạm thời miễn thuế đó, cho nó khỏi bị âm lương thực. Quân đoàn lên cấp đầu tiên này. Đạn dược cho các đội quân này. Đúng cần đấy. Ready for orders. Cho em xin lại mấy cái xe bắn đá. Gửi lại anh mấy đội kỵ binh. Thirsty for battle. Warriors all. Chưa chọn được thống đốc phù hợp. Cái thằng này nó còn chiến tranh với Hung Nô không? Vẫn chiến tranh với Hung Nô à? Trận chiến hỗ trợ Hung Nô. Kiểm soát được cái tỉnh này. Chung cái đất này thì không sợ lắm. Nếu Hung Nô nó còn đứng ở đây thì khó thằng nào để ăn được mình. Mình tấn công kẻ thù của nó liên tục này nữa thì nó sẽ tăng tiếp cái điểm ngoại giao lên. Hay là chúng ta có thể tăng một spy nữa. Thêm một thầy tu và một spy. Hết tiền rồi. Qua lượt đã. Thống đốc tỉnh. Cái vùng này là vùng Thassia chứ đúng không? Thôi để được xong. Xem cái vùng nào ngon ngon nữa. Bây giờ bổ nhiệm phát nữa. Nó lên nó tấn công phát chết luôn. Hỏng ăn nữa. Rất là tuyệt vời. Ô, thằng Slaver kia đó có một đống quân ở dưới kìa. Tốt rồi, Hung Nô nó đi chơi rồi. Thằng vua của phe này nó làm cái gì đấy, cắm quân trên đất mình à? Thành xung quanh của nó bị đốt phết hết rồi mà. Nguyên nhân tự nhiên. Cái vùng nào bị thống đốc ở vùng nào nhỉ? Vùng này có thống đốc rồi. Khả năng vùng này.
Thái tử đi đánh trận phát được lên điểm khác thế. Một nhân vật đã dẹo à? Ready for battle. Warriors all. For the tribe. Đang tính đánh tiếp vào đâu. Thirsty for battle. Ba đội cung độc là được rồi. None will escape. Is there nothing else? Laying siege. Cho hai thằng đánh đi, cho tỷ lệ thành công cao thì. Warriors all. Để lên kinh nghiệm cho quân. Tội gì? Mình đang cần luyện rank mà. Nhà vua và thái tử, hoàng tử đi chiến tranh. Hay quá. Warriors all. Cộng màu mỡ à? Trừ lương thực, ảnh hưởng dị giáo Japanic tăng trưởng. Chỗ này có cái mỏ vàng, xây cái công trình đấy thì nó hơi phí. Tăng vào dự trữ tên này. Nhà vua. Đấy. Thái tử và nhà vua đi đánh nhau này. Quyền lực của mình sẽ được gia tăng. À, thái tử được bổ nhiệm đấy rồi. Thirsty for battle. Quánh đâu nhỉ? Quân mình chưa đủ. Bây giờ mà đánh Constantinople thì nguy hiểm. Cho thằng này ra đây. Ready for orders. Get to it, men. Nó vây thành của mình thì chắc chưa ăn được. Để nó ổn định cái lượt này đã. Nô rồi. Để ngoại giao vẫn đang tăng tốt. Có khỉ ra hung nô này. Speak plainly and without idle purpose, and all will be well. My ancestors and people expect talk with purpose and honesty. Ok. Tăng điểm ngoại giao được rồi, nó đang di chuyển đi rất xa rồi. Hung nô xa lắm, hung nô đi xa lắm. I am the knife in the dark. Ám sát nhà vua rồi. Success, of course. Nâng cái này lên thì nó sẽ làm giảm cái cả trị an xuống à? Thôi từ từ. Lương thực thì cũng ngon đấy. Đây có mỏ vàng. Mỏ vàng xây lên được nữa thì giàu. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi thêm các video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.